Sau tuổi 30, đây mới là cách sống của một người đàn ông thực sự đẳng cấp. 1. Nếu bạn có tiền, hãy tự tin mua cho mình một chiếc xe yêu thích. Ở độ tuổi này, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe tốt để phục vụ nhu cầu của bản thân, đưa người nhà đi du lịch đó đây khi có dịp. Hơn nữa, mục tiêu được đặt ra cũng sẽ khiến bạn có thêm động lực để phấn đấu đạt được. 2. Đừng bao giờ dính tới các vấn đề ngoài hôn nhân. Ngay cả con cái cũng có rồi. Nếu bạn còn dính vào những mối tình vụng trộm ngoài luồng, thì thứ bạn mất đi không chỉ là một người vợ, mà còn là cả gia đình, danh dự và nhiều mối quan hệ xã hội khác. Cuối cùng, người chịu thiệt chỉ có chính bạn mà thôi. 3. Chỉ nên có trong tủ đồ vài bộ quần áo trang trọng mà thôi. Hãy để lại không gian và những bộ quần áo rực rỡ cho bạn đời của mình thêm phần xinh đẹp. 4. Nếu ai đó khen bạn trẻ tuổi, hãy cảm ơn. Một lời cảm ơn trong trường hợp này là quá đủ, không nên tự mãn hay đắc ý. 5. Kiên trì tập thể dục mỗi ngày. Không ngừng rèn luyện thể chất sẽ giúp bạn duy trì nguồn tài sản vô giá của mình, có thể sử dụng nó lâu dài hơn. 6. Đừng cho bản thân cơ hội mắc sai lầm trên người phụ nữ. Nếu có tham gia tiệc tùng hoặc vui chơi, đừng dại dột đến nỗi để lại danh thiếp hay số điện thoại của mình cho phái nữ khi bạn đã có gia đình. 7. Luôn chuẩn bị áo khoác giày và một chiếc ô trong xe. Ở độ tuổi này, bạn cần có khả năng dự đoán và lên kế hoạch. Từ đó, chuẩn bị cho mình những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra. Và bạn cũng không còn quá trẻ để thoải mái dầm mưa hay phơi ngoài trời gió lạnh nữa. 8. Đối xử với lời khen từ bạn bè giống như nước hoa. Nước hoa dù đắt tiền đến đâu cũng chỉ cần tự ngửi là có thể cảm nhận được. Không khoe khoang, tự nói bản thân mình giỏi giang đến đâu, vì như vậy chỉ làm hại chính mình. 9. Hãy cười chân thành và đừng sợ những nếp nhăn. Ở tuổi này, sự chân thành quan trọng hơn vẻ đẹp. Một nụ cười giúp bạn thể hiện hết sức quyến rũ của bản thân. 10. Gặp lại người cũ cũng không cần khoe khoang. Khi đối phương đã trở thành người xa lạ, không còn ảnh hưởng gì tới cuộc đời của mình. Đừng quấy rầy sự yên tĩnh của nhau bằng những lời khoe khoang thể hiện. Nếu đổi lại vị trí, bạn trai cũ của vợ bạn mà cũng hành xử như vậy thì bạn sẽ làm thế nào? 11. Nếu người cũ hỏi bạn thế nào, hãy trả lời rằng tôi đang sống rất tốt. Nếu bắt buộc phải cùng gặp nhau hoặc ăn uống, hãy chủ động đưa theo vợ con của mình. 12. Nuôi dưỡng các sở thích cá nhân. Ngoại trừ công việc, tốt nhất bạn nên cho mình một hoặc hai sở thích, thú vui về một vấn đề nào đó. Đây là bước chuẩn bị dần dần cho tương lai khi về hưu. 13. Hút thuốc ít hơn, tốt nhất là nên bỏ. Nếu bạn không biết cách hút thuốc, tốt nhất là đừng bao giờ nên học. 40 tuổi là thời kỳ các căn bệnh bắt đầu gõ cửa, đặc biệt là những căn bệnh mãn tính và nan y đáng sợ, chẳng hạn như ung thư, tiểu đường, suy gan, suy thận. Hãy dùng thời kỳ tuổi 30 để chú trọng dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ, xây dựng nền tảng đối mặt với tương lai phía trước. 14. Ít sử dụng đồ uống có cồn hơn. Nếu không phải vì mục đích kinh doanh, làm ăn buôn bán thì nên hạn chế tới những nơi tiệc tùng, nhậu nhẹt hay quán bar, quán rượu. Chủ động ít sử dụng các loại rượu bia vì rất nhiều người cần bạn ở bên cạnh. 15. Đừng đánh đổi sức khỏe của chính mình vì bất cứ điều gì. Ở lứa tuổi này, bạn đã không còn vốn liếng để làm những việc như vậy. 16. Dành nhiều thời gian hơn cho vợ con.
Thành công lớn nhất của một người đàn ông là quản lý tốt một gia đình. Nếu chính gia đình và hôn nhân của bạn còn không quản lý được tốt thì chẳng còn điều gì quan trọng nữa. 17. Đừng đặt quá nhiều chú ý tới đánh giá của người khác về mình. Trong cuộc sống sẽ luôn có người ngưỡng mộ bạn, cũng có kẻ ganh ghét và tị nạnh với bạn. Đừng quan tâm tới họ vì đó không phải điều quá quan trọng. Họ chỉ là người ngoài, không đem lại ảnh hưởng gì lớn lao. Bạn chỉ nên sống vì mình, vì người thân, vì lý tưởng và đam mê, cũng như vì xã hội. 18. Phải có ít nhất một người bạn tốt thực sự, tràn đầy năng lượng tích cực. Ngoài vợ con ra, bạn cũng cần có người anh em chân thành, dám đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau. Điều này vô cùng quan trọng vì khi gặp khó khăn hay thất bát, bạn không muốn mở lời với người thân, sợ họ lo lắng thì chính những người bạn tốt sẽ là nhân tố kề vai sát cánh, kéo bạn đứng lên, cho thêm động lực để bước tiếp. 19. Đừng chỉ trích lối sống hay tín ngưỡng của người khác. Cho dù bạn không tin tưởng, không ủng hộ hay yêu thích thì cũng đừng tùy tiện đánh giá hay phê bình điều mà bản thân không hiểu. Điều này thể hiện đẳng cấp tu dưỡng cơ bản của một con người. 20. Kiểm tra sức khỏe hàng năm. Không có bệnh thì yên tâm, còn có bệnh thì phải sớm chữa trị. 21. Trân trọng những người xung quanh bạn, đặc biệt là cha mẹ, con cái và người vợ nấu cơm rửa bát cho bạn mỗi ngày. 22. Hạn chế cư xử tồi tệ với bạn đời trước mặt con trẻ. Nên tránh tranh cãi, chỉ trích và thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ mình trước mặt con cái. Như vậy, trẻ con sẽ mô phỏng hành vi và lời nói không hay của bạn như một thói quen hoặc để lại tổn thương tâm lý, đánh mất niềm tin vào hôn nhân và tình yêu của con người. 23. Ngừng khoe khoang sức quyến rũ. Điều đẳng cấp nhất ở một người đàn ông khi bước sang 30 tuổi chính là sự điềm đạm và bao dung. 24. Đừng nói dối, hãy im lặng. Không nên nói dối bởi vì bạn có thể lựa chọn giữ lại, không lên tiếng. Đây là tự tôn và tôn trọng cần thiết phải có. 25. Đừng cố kinh doanh nếu bạn không có năng khiếu. Phải biết chấp nhận trình độ, năng lực và tài trí của mình ở đâu. 26. Sử dụng đồ lót cao cấp. Một khoản đầu tư tốt cho sự trải nghiệm và cả sức khỏe thì không bao giờ thừa. 27. Thời gian ngủ tối thiểu 7 tiếng một ngày. Bạn sẽ bất ngờ vì lợi ích của nó. 28. Tránh xa những người bạn có năng lượng tiêu cực. Bạn đã đủ khôn ngoan để nhận biết ai nên kết giao thân thiết và ai thì không. 29. Du lịch ít nhất mỗi năm một lần. Hãy dành thời gian đi thư giãn cùng gia đình để tâm hồn thoải mái và bồi dưỡng, gắn kết tình cảm với nhau.